Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa. Quý vị khán giả chắc không lạ gì luận điệu của lực lượng phản động mỗi khi nhận xét so sánh giữa Philippines và Việt Nam. Họ liên tục ca ngợi quốc gia này có chế độ đa đảng ưu việt, rồi thì là làm thân với Mỹ nên không sợ Trung Quốc. Từ đó họ cho rằng chế độ ở Việt Nam là lạc hậu, là kém cỏi. Chẳng biết kém cỏi ra sao nhưng chúng ta đều thấy rằng báo chí quốc tế đều phải thừa nhận vài năm gần đây, vị thế của Việt Nam ở mọi lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, chính trị đều phát triển vượt bậc. Trong khi đó, Philippines dù mang tiếng được Mỹ bảo kê nhưng vẫn bị Trung Quốc tẩn cho như thường. Mà nên nhớ là Mỹ không có bảo kê miễn phí đâu nhé, phí tính bằng vài tỷ đô la mỗi năm đấy. Nhưng thôi, tạm bỏ qua vấn đề phức tạp ở Biển Đông thì nền chính trị được ca ngợi là ưu việt của Philippines đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Cảnh sát, cơ quan an ninh Philippines đang phải gấp rút mở cuộc điều tra do xuất hiện thông tin Phó Tổng thống Sara Duterte công khai đe dọa tính mạng Tổng thống Marcos. Cục điều tra quốc gia Philippines, MBI ngày 24 tháng 11 xác nhận video Phó Tổng thống Sara Duterte dọa cử sát thủ nhắm mục tiêu vào Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và gia đình của ông là có thật, không phải ngụy tạo hay được dựng bằng AI. Trong video, bà Sara Duterte phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến qua Zoom ngày 23 tháng 11 rằng bà đã chỉ thị cho sát thủ ám sát Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., vợ ông cùng Chủ tịch Hạ viện Philippines nếu bà bị giết. Bà cho hay sát thủ này đã đồng ý với yêu cầu đó, khẳng định đây không phải lời nói đùa. Sau phát biểu của bà Sara Duterte, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tổng thống đã lập tức áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn. Đồng thời, cảnh vệ coi tuyên bố này của Phó Tổng thống là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Cảnh sát quốc gia Philippines thông báo sẽ mở cuộc điều tra về lời đe dọa của bà Sara Duterte. Hội đồng An ninh quốc gia Philippines NCN hôm nay nhấn mạnh, họ xem xét nghiêm túc mọi lời đe dọa nhắm vào Tổng thống. Các cơ quan hành pháp và tình báo cần phối hợp chặt chẽ để điều tra bản chất của lời đe dọa, tìm ra nghi phạm và động cơ của họ. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để bảo vệ các thể chế dân chủ và những quy trình mà Tổng thống là người đại diện. Cố vấn an ninh quốc gia Eduardo Ano nói. Các lãnh đạo Hạ viện Philippines cũng lên tiếng chỉ trích lời đe dọa của bà Sara Duterte. Lời dọa giết Tổng thống không chỉ là một tội ác tày đình mà còn là sự phản bội ở mức độ cao nhất, sự phản bội làm lung lay nền tảng các thể chế dân chủ của chúng ta. Phó Chủ tịch cấp cao của Hạ viện Philippines Aurelio Gonzales Jr. cho hay, lãnh đạo đa số tại Hạ viện Manuel Jose Dalip cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và công bằng để tìm ra sự thật đằng sau âm mưu ám sát Tổng thống. Người dân xứng đáng được biết toàn bộ mức độ của âm mưu này, trong đó có hành vi lạm dụng quyền lực hoặc phản bội lòng tin công chúng. Tính toàn vẹn của nền dân chủ đòi hỏi đó là điều tối thiểu. Ông nói thêm rằng Phó Tổng thống Sara Duterte không thể đứng trên pháp luật. Jonathan K. Flores, hạ nghị sĩ vùng Bukidnon, Mindanao, cũng thúc giục Bộ Tư pháp Philippines nghiên cứu về trách nhiệm pháp lý của bà Sara Duterte. Nếu một lời nói đùa về đánh bom có thể là lý do để bắt và bỏ tù ai đó, thì lời đe dọa giết Tổng thống còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không bao giờ được coi nhẹ những lời đe dọa giết người, đặc biệt là nhắm vào Tổng thống. Phó Chủ tịch Hạ viện David Suarez gọi lời đe dọa là nguy cơ tiềm ẩn đối với quốc gia và cảnh báo về những tác động rộng lớn hơn của một âm mưu như vậy. Điều này vượt ra ngoài phạm vi chính trị. Nó liên quan đến sự sống còn của nền dân chủ, việc duy trì lòng tin của công chúng và sự an toàn, ổn định của quốc gia. Mọi cá nhân, bất kể chức vụ cao đến đâu, đều phải chịu trách nhiệm về hành động đe dọa đến tính toàn vẹn của chính phủ chúng ta, ông nói. Suarez lưu ý thêm rằng việc chỉ thị cho một sát thủ lên kế hoạch nhắm vào Tổng thống là tội nghiêm trọng. Giới lãnh đạo Hạ viện cho biết họ sẵn sàng làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và đảm bảo tính minh bạch trong xử lý âm mưu ám sát Tổng thống. Bà Duterte, con gái cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, đã rút khỏi nội các vào tháng 6 nhưng vẫn giữ chức Phó Tổng thống. Điều này là dấu hiệu cho sự sụp đổ của một liên minh chính trị đã giúp bà và Tổng thống Marcos, con trai cố lãnh đạo Philippines Ferdinand Marcos, người nắm quyền trong giai đoạn 1965-1986, giành chiến thắng bầu cử năm 2022. Hai gia tộc chính trị bất đồng quan điểm về chính sách đối ngoại. Cuộc chiến chống ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte cùng hàng loạt vấn đề khác. Ở Philippines, Phó Tổng thống được bầu riêng biệt với Tổng thống và không có nhiệm vụ chính thức. Nhiều Phó Tổng thống đã theo đuổi các hoạt động phát triển xã hội, trong khi một số được bổ nhiệm vào các vị trí trong nội các. Cũng liên quan đến Philippines, nước này đang rất gấp rút củng cố mối quan hệ với Mỹ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro ký thỏa thuận tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines ở Manila. Nhân dịp này, hai bộ trưởng cũng khởi công trung tâm điều phối để thúc đẩy phối hợp giữa các lực lượng vũ trang. Thỏa thuận chung về an ninh thông tin quân sự SOMIA cho phép hai bên chia sẻ thông tin quân sự mật một cách an toàn. Thỏa thuận không chỉ giúp Philippines tiếp cận các thông tin quan trọng từ Mỹ, mà còn mở ra cơ hội ký kết thỏa thuận tương tự với các quốc gia cùng chí hướng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Anolong cho biết, Manila và Washington làm sâu sắc đáng kể hợp tác an ninh dưới thời Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khi hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các bước đi của Trung Quốc ở khu vực.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác an ninh nào cũng không được nhắm vào hay đe dọa lợi ích của bên thứ ba và không được làm suy yếu hòa bình hay làm trầm trọng hơn căng thẳng ở khu vực. Lựa chọn đúng đắn duy nhất để bảo vệ an ninh quốc gia của chính mình và duy trì hòa bình ổn định ở khu vực là bảo vệ quan hệ láng giềng tốt và tự trị chiến lược. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu, Mỹ và Philippines đã có Hiệp ước Quốc phòng Tương hỗ từ năm 1951. Theo đó, cơ chế hỗ trợ có thể được kích hoạt nếu một bên bị tấn công, bao gồm trên Biển Đông. Tôi muốn bắt đầu bằng cách nhấn mạnh cam kết sắt đá của chúng tôi đối với Philippines. Ông Austin phát biểu trong buổi lễ khởi công xây dựng trung tâm điều phối. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, trung tâm điều phối mới sẽ hỗ trợ việc chia sẻ thông tin theo thời gian thực giữa hai đồng minh và tăng cường khả năng tương tác. Đây sẽ là nơi các lực lượng của chúng ta có thể làm việc cùng nhau để ứng phó với những thách thức trong khu vực. Ông Austin cho biết, Philippines bày tỏ sự tin tưởng quan hệ liên minh với Mỹ sẽ vẫn vững mạnh dưới thời Tổng thống Donald Trump sắp tới. Sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực này. Ông Teodoro phát biểu trong lễ khởi công, nhắc lại những phát biểu trước đây của Tổng thống Marcos. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ tiếp tục các chính sách hiện nay với châu Á-Thái Bình Dương sau cuộc bầu cử Tổng thống. Ông nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Manila và Washington sẽ vẫn mạnh mẽ bất kể ứng viên nào chiến thắng. Bên cạnh đó, Philippines đang tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Úc, triển khai các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và phối hợp hành động. Ông Teodoro đang giám sát chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, mua sắm thêm khí tài, máy bay chiến đấu, khinh hạm và tàu hộ tống, nhằm thực hiện kế hoạch thay đổi ưu tiên từ phòng thủ nội bộ sang phòng thủ bên ngoài.